Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ quay một một chiếc xe xe zin nhưng mà xe mới nha, mới chưa chạy luôn. Từ bến từ anh Thịnh quay là chẳng bỏ quay luôn á, chẳng có chạy nha. Chiếc xe này thì cái em nó kêu là phải độ dàn đầu lên, mới mua ra là phải độ lên hết. Để mình quay sơ sơ coi em nó độ em gì, độ cái gì cho bạn xem thử. Cái dàn xe thì giữ nguyên zin hết nè, không có độ gì hết. Đây có được được gắn một cặp chống đổ nè, chống đổ mới. Đó, và bánh xe mới, nguyên con mới. Bọc thì cái yên kêu còn gắn cái bọc vô luôn nè, không có mở nha. Cái này để chủ xe người ta bóc nha các bạn. Đây là phía sau nè. Sơn su. Đây, mình sẽ đi lên dàn đầu nha. Dàn đầu thì được trang bị một cặp chống đổ trước nè, gù trước màu đỏ trùng với màu xe đó các bạn. Xe màu đỏ thì cái này gắn cái này cũng màu đỏ luôn. Và một cái đèn L4, đây là cũng mới luôn đó. Còn cặp phuộc này là phuộc zin xe luôn, không có độ, mua xe là có sẵn cái phuộc này, phuộc dầu rồi luôn. Và được mua xe thì được kèm thêm một cục sạc. Đây các bạn thấy cục sạc để sạc xe. Anh trước thì được gắn một cái mão nè. Đây một con ốc G5. Còn ở chỗ gắn cái mão thì mình quay chỗ gắn cái mão bạn xem thử nè. Đây là câu ra hai cái bát nè. Chế một cái bát ở đây. Câu ra đây. Đó, bên này cái bát này được bẻ hơi cong cong tí xíu nha, bạn gắn cái mão vô nha cho cứng. Đèn trước, đèn zin nó là đèn cầu nha. Chiếc này thì được gắn thêm một cái đồng hồ tốc độ dưới nữa. Để em bắt cho các bạn xem nè. Đó, đây. Chưa chạy là lên nó đang giảm xuống rồi nè. Đây là ở trên là báo tốc độ với báo pin. Báo bình đây nè bạn. Ở dưới thì cũng báo tốc độ với báo bình. Đây có cái này để mở khóa từ xa nè các bạn. Khá là thông minh nha. Đây các bạn xem cái này có mức 1, mức 2, mức 3 nè. Mình anh chọn được mức 1 nè, mức 2 nè, mức 3 nè. Để mình lên ra thử cho các bạn xem. Tốc độ đang lên nè. Ở trên cũng lên luôn nè. Hết ra. Đây mình sẽ bật mức 2 nè. Mức 2. Mức 2 lên được 36 nha. Mình sẽ bật thử mức 3. Dạ. Mức 3 nó không nhanh hơn nhiều các bạn. Còn bánh xe zin nó quay các bạn xem quay nó im nè. Wow, khá là im nha, cái này chạy bo zin luôn. Chiếc này thì không có lên bo bạn, đi bo zin. Đèn led cháy không nhỉ? Để mình xem có đèn xi nhan. Đó. Bo 350W. Còn motor này, motor zin của nó là 350W. Khá là im các bạn, im ái nha. Chiếc này thì chỉ độ dàn đầu thôi, còn dàn đuôi là không có độ gì hết. Tất cả để nguyên. Được trang bị coi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con ốc G5. Đèn trước. Bật thử đèn trước nè. Đây đèn trước đây. Đèn sau cháy không nhỉ? Đèn sau cháy luôn. Ở đây có đèn chớp nè anh Thịnh. Đó à. Đó, có một dàn đèn chớp ở đây nha. Khá là đẹp. Hả? Có đèn cà na nữa. Đâu đèn cà na đâu? Đèn cà na để tối lắm luôn. Rồi xe này thì cũng không còn gì để quay nữa các bạn, cũng sơ sơ à. Mình cũng xin được kết thúc clip tại đây thôi. Tại cũng độ ít thì không có độ nhiều các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nào thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Ủa anh Thịnh, cái này làm hết là giá cỡ nhiêu anh Thịnh? 7 triệu mấy á. 7 triệu mấy ha. Luôn con xe. Luôn xe 7 triệu mấy.